chào các bác nhá, là Lan Thành Auto. Thì hiện tại em đang đi trên một chiếc xe VinFast Lux SA bản cao cấp nhất. Nội thất màu nâu, ngoại thất màu đỏ, em đang đi đăng ký xe, thủ tục xe cho khách nhé các bác nhé. Thế thì hiện tại thì em đang test ở cái giải tốc độ 120 km/h, xem cái mức tiêu hao nhiên liệu cũng như là độ cách âm cách ồn của chiếc xe VinFast Lux SA bản cao cấp nhất này khi mà đi trên đường cao tốc nó sẽ ra sao. Thế thì các bác hãy cùng em trải nghiệm qua cái độ cách âm cách ồn nhé. Rất là êm đúng không ạ? Gần như là không nghe thấy tiếng rội từ phía lốp rội lên. Đấy, các bác nghe đúng không ạ? Và cái mức tiêu hao nhiên liệu khi ở cái giải tốc độ 120 km/h thì hiện tại đang là cái thông số do chính cái xe này nó đo nha các bác nhé, khoảng tầm 10 lít trên 100 cây. Gọi là 10 lít trên 100 cây đúng không ạ? Thế thì đi ở giải tốc độ này và em đang bật cruise control nhé các bác nhé, không phải là đạp chân phanh, không phải là đạp chân ga. Em đang bật cruise control để đi xem là trải nghiệm xem là khi đi ở đường trường thì chiếc Lux SA bản cao cấp dẫn động hai cầu bốn bánh toàn thời gian này xem là chiếc Lux SA này cái mức tiêu hao nhiên liệu nó là bao nhiêu. Đấy, hiện tại ngoài trời là đang mưa nhé các bác nhé, ngoài trời là đang mưa đấy ạ. Đấy, mưa to đằng khác mà cái độ cách âm cách ồn của em xe này cũng thuộc diện rất là tốt. Đây các bác có thể nhìn qua cái nội thất bên trong xe đây ạ, nhìn rất là sang đúng không ạ, rất là sang. Thì vừa rồi VinFast cũng đã ra mắt cái dòng xe điện VF E34, thì các bác cũng đã được trải nghiệm trên kênh YouTube của Thành Auto qua cái buổi trực tiếp của Thành Auto rồi. Thế thì các bác nào có nhu cầu quan tâm sở hữu những cái dòng xe VinFast thì hãy liên hệ trực tiếp với em Thành Auto theo cái số hotline là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn. Thế thì ở bản cao cấp thì dẫn động 4 bánh toàn thời gian mà sử dụng động cơ 2.0 turbo tăng áp như thế này thì mức tiêu hao nhiên liệu như thế này là gọi là tạm chấp nhận được đúng không các bác? Đấy. Cảnh báo điểm mù này, cách âm như thế này là quá ok rồi. Hôm qua em còn gặp một khách hàng ở ngang đường, cái khách hàng có nói là Lux SA đi cách âm cách ồn rất là tốt. Đấy, khách hàng đã test rồi và thậm chí là còn tốt hơn Mac GLC, chứ không phải là do em nói nha các bác nhé, đây là khách hàng nói ạ. Đấy, đây, đi ở giải tốc độ 120 km nhưng mà cái mức tiêu hao nhiên liệu như thế này là quá ok rồi. Đấy, phía trước đây là một chiếc Ford, nhìn dáng dấp khá đẹp đấy chứ nhỉ. Đấy, em đang bật chế độ gạt mưa auto tự động các bác nhé. Đấy, thế thì các bác nào có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu chiếc VinFast Lux SA này với mức giá ưu đãi tốt nhất, có nhiều khuyến mãi nhất thì hãy liên hệ trực tiếp với em Thành Auto. Em hỗ trợ giao xe vận chuyển trên toàn quốc, đồng thời là hỗ trợ trả góp trên toàn quốc luôn các bác nhé. Còn bây giờ thì em có lẽ là xin phép được tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Auto trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.